Này, chúng ta sẽ đến với một chú rùa Hilary nha các bạn. Cũng một trong những rùa nước sâu. Rất nhanh. Đó là mồi cá chết nha các bạn. Chỉ cần bỏ cá xuống là nó sẽ đi lục qua lục lại nó kiếm và ăn. Đấy. Đấy là mồi chết. Bây giờ chúng ta sẽ dùng một chú cá mùa động xem chuyện gì xảy ra. Xem tài săn cá của chú rùa Hilary này có hay không. Wow, có vẻ săn cá sống không phải là ở trường của chú à. Oh no, vẫn bắt được một cách đơn giản nha các bạn. Ví dụ mới chê xíu là chúng ta đã chứng tỏ bản lĩnh đi. Hôm hải gian này lại rùa săn mồi. Rùa Hilary với hai cọng ngâu dê. Rất ấn tượng đặc sắc nha các bạn. Và kế bên là chú rùa đá pôn mai vàng, còn chú rùa sao đêm. Chúng ta sẽ thử cho các chú này ăn cá chết thử xem. Quá đơn giản cho các chú. Có cả ba nữa nha các bạn. Này. Quá hay. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái bộ sống xem. Chú này bản lĩnh săn mồi như thế này. Này. Chạy tán loạn cái lên này. Có vẻ khó khăn. Vì dòng này nó cũng không có chuyên nghiệp giống như mấy rùa cố gắng rùa Hilary như các bạn. Chạy gần chết, dí gần chết, hai ba đứa đánh hội đồng mà chưa bắt được con cá nào luôn. Điều này chứng tỏ là rùa đá pôn, rùa sao đêm là những tay không phải tay chuyên săn cá nha các bạn. Nó thuộc dạng là dân tới tận miệng thì nó mới ăn được thôi. Này. Wow, chú ba nhỏ như vậy là rất là lanh nha. Sao đêm hôi của con ta dưng tận miệng mà ăn không được nữa thôi. Ôi chuột mất tiêu rồi. Ê sao mày lại cắn nó gì vậy? Thì trở nên đánh nhau rồi nghe thiệt, rất là hỗn độn. Vẫn chưa ai bắt được chú cá nào nha các bạn. Vẫn là ba, chú ba này vẫn đang bắt cá. Quá hay. Nhưng cứ em út mà được bắt thì đương nhiên mấy thằng anh lại giành ăn rồi. Không kịp rồi. Wow. Thế nào? Nội chiến trong gia đình là xảy ra. Cái kiểu này phải cười quá. Bà ba chia cho anh nó một xíu đi. Không, bà ba đâu biết được ăn một mình. Quá như vậy. Đấy. Wow, đúng là phải chia thôi. Được nửa con cá. Bon, sao đêm lại giật luôn. Thế là sẽ nuốt con cá này. Ghê thiệt, ba đứa. Trận chiến vẫn còn. Là sẽ tắt lọc. Khi miếng cá chưa được nuốt thì chiến đấu vẫn phải còn tiếp tục. Wow. Lợi thế tình thù trong gia đình rồi. Ghê thật. Miếng cá vẫn còn. Sao đêm vẫn không thể nuốt cái ực được ta. Chuyện gì làm cho sao đêm khó khăn vậy? Nhưng nên đang trốn một góc và ăn được rồi nha các bạn.
đấy đấy đấy. Bây giờ thì nó cứ ung dung nó nuốt mồi thôi, hồ nó phải xé một lần nữa nó mới ăn được. Trong lúc này thì có người đến hỗ trợ xé nè, chia cho bạn nó đi. Không, thà ăn một mình còn hơn. Thế nó lại trốn một góc, nhìn nó lại tự xé 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 ăn một mình. Cá dai quá chăng. Tính ra mấy đứa này ăn phải bấy nó mới ăn được ta. Đấy, xé bấy luôn mới ăn được. Ok, chưa nói là ổn với hồ này. Ta sẽ tiếp tục qua một hồ khác nha các bạn. Chúng ta đang tới với một hồ hồ lá Mata nha các bạn. Rất nhanh. Hồ lá Mata sẽ ăn theo cơ chế hút nha. Cứ có cá đi ngang nó sẽ hút thẳng vô, nó không hề nhai. Vô trong bụng nó thì nó mới bắt đầu tiêu hóa. Các bạn thấy mình sẽ soi từ trên xuống. Đấy. Chỉ cần có một hai chú cá bơi ngang nó sẽ biết cách nó hút thôi. Đấy, vừa mới thả cá xuống là chúng ta đã hút luôn rồi. Tiếp tục hút một con mồi đằng sau mấy lọc nữa kìa. Hồ lá Mata với hình dạng cái mai như chiếc lá lá vàng lá bàn nhìn rất là khác nha các bạn. Cũng một trong những loại rùa mà là nhìn y chang như quái vật thời tiền sử. Đấy, cái mặt của nó kìa rất nhanh. Mình chưa kịp phản ứng là mình nghĩ là nó sẽ ăn con cá nhanh đến như vậy. Khuôn mặt thì lúc nào cũng có vẻ mỉm cười, các bạn nhìn kỹ nhé. Đấy, nụ cười rất là gian. Còn chú cá lú cái đuôi à, để coi nó sẽ làm gì. Đây, chúng ta sẽ cho nước đậm thêm. Đây cũng là một loại lọc thác của shop nha các bạn, dành cho hồ gô rất là hữu hiệu. Xong luôn, chú cá vừa mới bơi qua đã bị hút rồi. Vô cùng nhanh. Đây là hồ lá Mata nha các bạn. Thì chúng ta sẽ chuyển một loại hồ khác nha. Đấy. Ok, bây giờ chúng ta lại đến với một tiết mục cho hai chú rùa này ăn đây. Rùa mũi lợn và Baba Adino cũng bắt đầu bằng mùi sống, đấy là bằng mùi chết nha các bạn. Đây, đã kịp ăn. Ba cũng đang rất là nhanh các bạn. Các bạn thấy cá trong hồ bơi là biết rồi. Hai chú này chưa bắt được chú cá này. Nên chúng ta cũng không cần phải bỏ mồi sống vô làm gì. Là biết chủ biết cái khả năng bắt cá sống của nó dở thế nào. Mà đối với cá to thì các bạn chú ý nha, nó vẫn có thể cạp được cá to. Đấy, nhưng mà chép mồi thì nó không thể bắt được, nó chỉ có thể ăn chép mồi chết thôi. Cùng mũi lợn nha các bạn, cái mũi rất là đặc trưng của lão Trư. Đấy. Còn kia là dòng Baba Albino nha các bạn.
chú gù lợn này ham ăn kia, còn mình ăn 3-4 con không chia chai luôn. Bơi vô cùng khỏe. Tiếp tục bơi. Đây. Chú ba có vẻ không đói nhỉ. Hôm thì ngủ lợn thì ăn liên tục. Ba và nguồn muối lợn là hai dòng nguồn nước sâu. Trên cái hồ các bạn có thể cao 40-50 cm tha hồ. Mực nước nó không làm khó được các bé nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một hồ của cộng đồng khác nha các bạn. Hãy đi theo anh nguồn nào. Đây, tiếp đến chúng ta sẽ đến một hồ của cộng đồng. Còn có rùa quạ nè, rùa lưỡi dao, rùa cổ sọc, rùa mớt, common mớt, rùa tai đỏ. Mình đang thả cá mồi xuống đó các bạn. Thấy từ từ nó sẽ sôi động lên. Đầu đến đây là rùa lưỡi dao nha các bạn. Chú rùa đang ngậm một chú rùa mớt, có mớt bộ cạp với mớt gì đó mình cũng quên rồi, có con mình mớt nữa. Đây là rùa quạ nha. Đây. Các chú rùa cũng khá là sôi động khi có cá vô. Thỉnh thoảng thì mình có cho ăn cá thôi. Bình thường mình sẽ cho ăn đoạn khô cho nước nó đỡ dơ, ăn cá thì dơ hơn nhiều. Hình như tụi nó đang cắn nhau chứ không phải cắn cá nữa. Mỗi lần cho ăn là chiến tranh vậy đó, khổ ghê. Chú rùa tai đỏ mày đỉnh điểm lạ nha. Hai quỷ kia đánh nhau xong chưa rồi, cắn mồi, em thấy cắn mồi đi cắn nhau luôn, ghê thiệt. Bỏ ra. Bỏ tay. Phải vô càng nè. Đây. Một chiếc common mớt nha. Rất nhanh. Rồi lưỡi dao cũng đã ăn được rồi. Chú rùa quạ nè. Này. Các bạn muốn nuôi rùa cộng đồng mà nước cho cao thì các bạn phải chuẩn bị sẵn đá nè. Đó, để các bé leo lên nằm nghỉ. Nếu chẳng uống đầy đủ không thì nó sẽ cắn nhau. Thấy có mấy bé bị lỗ đuôi mà nó có bán được, đành phải nuôi chơi thôi. Này. Cái này thì trốn vào một góc ăn mình luôn. Vâng, nãy giờ là mình đã tổng hợp tất cả các loại rùa mà lớn lớn, size từ nhỏ, từ size chung đến size lớn nha. Đó, cho ăn mồi tại shop. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Web Shop nhé các bạn. Rất nhiều các clip hay và các bé thú cưng cũng như rùa kiển. Đấy.
Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nhé. Bye bye.